Question 144. A system of exchange where goods and services are directly exchanged between two or more parties is called A. Conversion. B. Barter. C. 1031 exchange. D. Sale. Correct answer is B. Barter. Câu hỏi 144. Hệ thống trao đổi trong đó hàng hóa, dịch vụ được trao đổi trực tiếp giữa hai hoặc nhiều bên được gọi là hệ thống trao đổi. A. Sự chuyển đổi. B. Trao đổi hàng hóa. C. Luật chuyển đổi 1031. D. Bán. Câu trả lời đúng là B. Trao đổi hàng hóa.